Dạ anh chị mến yêu, cô chú mến thương của em. Dạ hôm nay là thứ hai đầu tuần anh chị. Dạ bữa nay em giới thiệu cho anh chị với cô chú mình thêm hai lô đất vàng ở dự án Five Time Eco City, thành phố sinh thái 5 sao. Dạ hiện tại là em đang đứng trên trục đường đại lộ Thiên Trường. Đây là cái view của chú chim bồ câu trắng này, anh chị, trên cái quả địa cầu. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh chị cô chú mình hai lô này. Từ vị trí này đi vô hai lô đất nền của mình rất là gần, để em tả cảnh từ từ vô cho anh chị với cô chú mình coi. Đây là những hàng cây xài, cây bàn đài lon, viên nhà gỗ. Thì ở đây mình sắp tới mình có thêm một cái hồ bơi của người lớn và hồ bơi của trẻ em, rộng hơn 500 m², nằm ở trong khu nhà gỗ luôn anh chị. Khu nhà gỗ này thì trồng rất là nhiều cây sao, cây siri, rồi cây xài, cây khế. Nhà hộ gỗ này chụp hình rất là đẹp luôn anh chị. Bữa hổm có mấy chị áo dài ra đây chụp hình đã lắm. Còn đây mình có cái vườn tiết sơn phi hồ nè, rồi hàng cây hốc nốt, rồi tường vi. Còn đây là trục đường ở Phước Hậu nè anh chị. Đây là những hàng cây hoa đăng đang được ra bông để khoe sắc đón Tết. Cái bông này chơi cũng rất là lâu. Thì nằm trên trục đường Phước Hậu. Em giới thiệu cho anh chị với cô chú của mình chạy vô xíu nữa. Nền của mình thì nằm trên trục đường Phước Thịnh anh chị. D12A. Đó, đây là những anh bảo vệ đang chạy tuần tra. Hôm nay anh chạy rất là tích cực, 24/24 để đem lại an ninh cho bà con hàng xóm. Đây là đường ra đường đại lộ Nam Phương. Dạ, còn nền của em giới thiệu cho anh chị nằm trên khúc này, có diện tích là ngang 4,5 m, dài cho 25, tổng diện tích là 112,5 m². Đó, thì đường này rộng 8 m anh chị, lề của mình là lề 1 m, nền hướng nam. Giới thiệu cho anh chị với cô chú mình một cặp luôn. Đây hai lô. Bên đây lô, bên đây lô, hai lô nền hướng nam. View này hả anh chị? View này là view sau này anh chị về ở đây rất là vui anh chị. View hơn 1000 m². Đây mình có hơn 1000 m² anh chị, nhưng mà đang quy hoạch. Nền hướng nam thì giá bán là 2,7 tỷ cho một lô. Hai lô liền kề luôn, bán với giá là 5,5 tỷ anh chị. Sổ phòng riêng công chứng cho anh chị với công chú mình liền luôn. Còn ở trong tuyến đường đó là giai đoạn 2. Còn tuyến đường mà chiếc xe bồn đang chạy ngang qua anh chị là tuyến đường Trà Lũ Trung, không ra đường 835B luôn. Hiện tại thì ở ngay đường D9 đang xây dựng lán trại để chuẩn bị triển khai. Từ cái view này anh chị đi ra ngoài đường đại lộ Thiên Trường nè, với hồ bơ đồ rất là gần, nền hướng nam. Anh chị với cô chú nào mà có nhu cầu thì liên lạc với em nha. Em cảm ơn anh chị với cô chú rất là nhiều.